Ok, và bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vào cái tiệm của mình, một cái tiệm rửa xe kỹ sư hẹp mới được dời về. Nó nằm ở 50/38 Lê Thị Hồng, phường 17 Gò Vấp. Thì nói vậy chứ thật ra nó chỉ là hẻm một xuyệt, nhanh thiệt là nhanh thôi. Nếu mà mọi người đi từ Nguyễn Oanh, mọi người có thể nhìn thấy đây là cái showroom Mazda của Gò Vấp đó. Thì cái showroom Mazda và Kia thì ngay chính giữa cái showroom đó là một cái ngã ba. Rồi thì đối diện á, bạn cứ nhớ ha, đối diện cái showroom đó là có ngã ba, các bạn chỉ việc đi thẳng vào là đã vào tới nhà của kỹ sư hẻm đó. Rồi bây giờ mình sẽ chở nó quay phim lên đó, nhớ nha, ngay ngã ba. Rồi thì ngã ba này rất là dễ, ngay đó, ngay chính giữa luôn cái showroom Mazda với Kia. Chúng ta sẽ đi thẳng vào một đường thẳng một, thì cái khu bên phải đây có bức tường này nè đó, cứ vô mà thấy cái hẻm mà nó chỉ có bức tường bên đây thôi, vậy là đúng. Tại vì đây là cái khu doanh trại quân đội hay gì đó đó, vậy nó chỉ có đúng cái hẻm này là nó có cái bức tường dài đó, như thế mà nó xuyên từ Nguyễn Oanh ở ngoài, nó xuyên thẳng vô. Rồi cứ cần nhớ là đi Nguyễn Oanh tới showroom Mazda Kia, nằm thẳng một đường thẳng vào hoài luôn. Rồi tới một cái ngã tư nhỏ như thế này, đâm thẳng qua luôn, bỏ luôn cái ngã tư luôn, đâm thẳng tiếp, tiếp tục thẳng luôn. Rồi mình đi thẳng hoài luôn đó. Như các bạn có thể thấy là thấy từ xa thấy có chiếc xe hơi, là chiếc xe Ford của mình rồi đó, là thấy sắp tới rồi đó. Rồi cứ đi tới khi nào mà các bạn thấy được cái bảng rửa xe kỹ sư hẻm, mình sẽ để quay mặt ra ngoài đây thì là các bạn biết đã tới rồi. Một căn nhà rất là dễ thấy với lại cánh cửa màu vàng. Rồi phía trước có đậu xe đó, kỹ sư hẻm Việt Tuấn GC. Thì hôm nay là mình vẫn đang là dọn dẹp sắp xếp lại để chuẩn bị cho ngày khai trương lại. Thì cái ngày mà các bạn xem cái video này thì bảo đảm là đã khai trương rồi đó. Rồi khi mà tới đây thì các bạn, cái diện tích ở khu bên đây nó sẽ rộng hơn là cái diện tích ở khu bên kia đó, mình có thể tham quan ha. Và đặc biệt ở đây là một cái vị khách mà mình vừa mới cho nổ máy để hoàn thiện những bước cuối cùng, bây giờ chỉ còn vệ sinh sạch sẽ là ráp vô một chiếc cào cào 1000 phân khối 2 máy V đó. Thì đây là mai mốt là đây là cái khu vực rửa xe có thể sức chứa được 4-5 xe rửa cùng một lúc, rất là rộng. Và bên trong là có phòng bán hàng các kiểu, khách hàng mình sẽ dọn dẹp sạch sẽ để có thể ngồi uống nước ở ngoài đây luôn, ở ngay khu vực này luôn. Rồi rất là cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người hãy ủng hộ kỹ sư hẻm 50/38 Lê Thị Hồng, phường 17 Gò Vấp. Đường đi rất là dễ chịu nha. Rồi chào mọi người, hẹn gặp lại.